1 thủ môn Thành Trung, số 4 Quốc Đạt, số 8 Hoàng Tùng, số 10 Đức Trọng, hai thẻ vàng ở những vòng đấu trước. Một mất mát rất lớn của đoàn kết khi mà đó là cú sút của Huy Hoàng. Hoàng Tuấn Sơn, Hữu Hùng đã có những pha cản phá xuất hồng. Và một không cho FC Phố Núi. Người ghi bàn là Văn Sang, cú đánh đầu rất tốt của Văn Sang. Ở vòng 4 thì Văn Sang là người đã kiến tạo cho Trọng Bách ghi bàn mở tỷ số ở dưới của Văn Phòng Tuấn Sơn. Ngày hôm nay Văn Sang lại tiếp tục tạo dấu ấn khá sức mẻ do nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhưng họ vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Văn Phòng Tuấn Sơn. Quý Hoàng quá nhanh. Người đã gỡ hòa là Quang Trung. Quang Trung khoác áo số 18. Công lớn trong bàn thắng vừa rồi phải thuộc về Huy Hoàng, với một tình huống bất tông ở cánh trái rất hay và một pha đưa bóng vào thuận lợi. Huy Hoàng đã phần nào tạo cầu núi đã có một sự khởi đầu không tệ ở mùa giải năm nay. Cú đánh đầu rất bất ngờ của Quang Trung. 2-1. Pháo sáng đã được bật lên để ăn mừng. Đoàn kết năm nay rất ấn tượng. Đoàn kết năm nay khá đầu tư về cả mặt nhân sự lẫn mặt khói lửa. Rất hay. Một pha lên tấn công. Phút không tốt. Mặt sân Hải Phú cũng là một trong những sân bóng có chất lượng cỏ rất tốt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Huy Hoàng đâu đâu trong cổ động viên Sân Minh. Hoàng Tùng, Văn Liêm, rất hay. Việt Cương không được. Huy Hoàng, Huy Hoàng, wow, 3-1 cho đoàn kết. Người ghi bàn là số 8 Hoàng Tùng. Một tình huống tấn công từ biên trái rất hay. Cú sút rất tốt. Không vào. Một. Trời ơi, sao chạy được hết rồi, ok.
Đình Chiến đường truyền rất tốt. Ngày mai Kết sẽ gặp đoàn Kết sẽ gặp Mộc vào 2:14. Twice, if I could be your.